Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho em một con máy có màn hình đẹp này, thiết kế được gọi là ổn, có loa kép, cùng với đó là hiệu năng cũng phải nói là 1910 so với các dòng máy bây giờ. Thì tên chính xác của em nó là Samsung Galaxy S20 Plus. Cái con Samsung Galaxy S20 Plus này thì trong cái tầm giá khoảng tầm đang loanh quanh khá tốt, nó chỉ khoảng tầm 7 triệu thôi. Nhưng mà những cái thứ mà nó mang lại cho anh em trong khoảng thời điểm này thì đang quá là nhiều. Thì chính xác của em nó là như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho anh em qua cái video này. Chào mừng anh em đến với Laptech. Thì đây, em nói đây, Galaxy S20 Plus. Phiên bản mình đang cầm trên tay đấy, sẽ là phiên bản của Hàn Quốc nhá. Tình trạng của em nó đang là 99%, nhưng mà về tổng quan còn khá là mới, không muốn nói là 100% đâu. Rồi quay lại về vấn đề chính của em này, thì mình sẽ vào thẳng vấn đề là về những điểm cộng lớn của em này, cho nó là việc luôn. Điểm cộng đầu tiên phải nói là nổi trội nhất, đó chính là phần hiệu năng. Bởi vì nếu mà đối với mình ấy, hay là đại đa số anh em thôi, thì khi mà chọn máy thì sẽ quan tâm đến cái phần hiệu năng trước. Thì như con máy này mình đang cầm trên tay đây, thì nó sẽ được trang bị một con chip là Qualcomm Snapdragon 865, thay cho cái con chip là Exynos 990 được trang bị trên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam. Máy thì sẽ được trang bị RAM là 12GB, ROM 128. Về cái con chip Snapdragon 865 này thì nó sẽ có quy trình sản xuất là EUV 7 nanomet. Và con chip này ấy, thì nó còn hỗ trợ camera có độ phân giải lên tới là 200 megapixel và bạn còn hoàn có thể là quay phim 8K trên con chip này. Riêng về cái chuyện quay video chụp ảnh thôi nhá, thì con chip nó đã bá như vậy rồi. Còn về cái khả năng giải trí như là chơi game với các tựa game cơ bản thì thậm chí nó còn tối ưu hơn rất nhiều so với các con chip hiện hành. Các tựa game cơ bản như là Tốc Chiến này, PUBG, con này có thể đẩy lên được mức setting cao nhất. Nó có thể lên được hẳn 120fps với tựa game Tốc Chiến. Đó là một điều mà không phải các dòng flagship mới nhất hiện giờ còn chưa chắc đã làm được đâu, bởi vì là một phần nó cũng bị bóp hiệu năng nữa. Nó lên được khoảng tầm là 90fps là max ping. Cho nên theo như mình thấy thì là con chip này nó là một điểm cộng cực kỳ lớn để mà các bạn có thể xem xét mua em này. Nhưng mà nó cũng không phải là hoàn hảo hoàn toàn đâu, do cũng là ra mắt lâu rồi cho nên là con chip này nó chơi game nó vẫn nóng hơn bình thường so một chút. Nó chưa tối ưu hóa tốt về cái phần nhiệt độ, nhưng mà yên tâm, nó vẫn mát hơn chán so với các dòng Snap 888 hay là 8 Gen 1 của con S22 Ultra. Điểm cộng tiếp theo thì đó chính là cái phần màn hình của em này, với các thông số cơ bản như là màn hình Dynamic AMOLED này, màn hình khá lớn 6.7 inch của HD cộng, 2K cộng đấy. Các thông số đó thì nó cũng không có gì hẳn là nổi bật, có nổi bật hẳn thì nó sẽ là cái màn hình 2K cộng thôi. Nhưng mà cái nổi bật nhất ở đây theo như mình thấy thì nó sẽ là cái màn hình 120Hz. Bởi vì là đây một con máy ra mắt khá lâu rồi, mà bây giờ lại trong cái tầm giá 7 triệu nữa lại sở hữu một màn 120Hz. Tầm này nếu mà giá đó thì cũng chỉ loanh quanh căng nhất anh em có thể tìm được một con máy khoảng tầm 90Hz thôi. Đặc biệt hơn nữa thì là con máy này đang có một cái độ sáng tối đa lên tới là 1200 nits, cho nên khi mà anh em sử dụng ngoài trời ấy, thì thực sự nói là nó hoàn toàn là thoải mái. Phải nói là Samsung mà màn hình nó không bá nhất thì là còn ai nữa. Cái ưu điểm tiếp theo ấy mà mình thích nhất ở cái máy này đó chính là cái phần camera. Như mình đã nhắc ở bên trên ấy, thì với con chip 865 thì nó có thể hỗ trợ quay đến 8K cũng như là chụp ảnh là tận 200 megapixel. Thì 8K con này có, nhưng mà mặc dù thì nó chỉ ở 24fps thôi, nhưng mà vậy đã quá ngon rồi. iPhone 14 bây giờ mới gọi là còn chưa có 8K nhỉ. Còn camera ấy, thì camera chính nó sẽ là 12 megapixel, tele 64, ultra wide là 12 megapixel, và nó sẽ có một cái cảm biến lấy nét 3D nữa. Trong cái cả điều kiện đủ sáng thì cả ba cam này đều thể hiện khá tốt. Camera chính cho ra ảnh có chi tiết cao, màu sắc rực rỡ, sinh động. Và chế độ HDR thì mang lại một cái chất lượng khá là ấn tượng. Ảnh ở trên ống kính ultra wide thì có chất lượng kém hơn, nhưng mà tổng thể thì có thể xem như là khá là tương đồng với ống kính chính, nó không có sự khác biệt nhiều đâu. Ống kính tele thì sẽ có công nghệ là hybrid zoom, thì nó là vừa là zoom quang học và vừa là zoom kỹ thuật số. Thì theo như mình thấy nó hoạt động khá là ổn, nhưng mà nó vẫn có tình trạng vỡ và noi. Mặc dù thì tình trạng này thì cũng phải là zoom kỹ lên thì nhìn mới thấy. Trong điều kiện thiếu sáng thì con máy này cũng làm khá tốt, các giải màu đưa ra khá đồng đều. Nhưng mà theo như mình thấy thì ở chế độ chụp đêm ở camera ultra wide hay là của tele ấy, nó tốt hơn rất là nhiều so với camera chính. Camera selfie thì cũng là một điểm cộng. Khi mà bức ảnh cho ra thì mình theo như mình thấy mình khá là ưng ấy, bởi vì mặt mình nó trông nó trắng hơn hẳn, hay là cũng mịn hơn hẳn so với ngoài đời, không như iPhone chụp selfie hơi xấu. Và một cái điểm cộng cuối cùng của em này thì chắc chắn là phải nói về pin rồi, khi mà em này đang được sở hữu một viên pin là 5000. Đây là một cái dung lượng pin khá là phổ biến do các dòng điện thoại Android ngày nay. Nhưng mà nó lại không được cái thời lượng sử dụng theo như mình mong muốn. Mình đang nghĩ là có thể lên được tầm 7 đến 8 tiếng cơ, nhưng mà theo như mình trải nghiệm thực tế thì nó chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng sử dụng thôi. Công nghệ sạc nhanh thì sẽ là công nghệ sạc nhanh 25W.
không phải là công nghệ sạc mới nhất, nhưng mà 25W theo mình thấy là ok. Anh em sẽ có thể sạc khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là nó cũng đầy pin cho anh em sử dụng cả ngày rồi. Và về những cái điểm mà mình không thích ở em này ấy, thì phải nói về phần thiết kế, đặc biệt là phần mặt sau này. Có hai điểm mà mình không thích ở cái mặt sau này, chẳng hạn như cái cụm camera này hay là cái mặt lưng kính bóng này. Thì trước tiên là mình sẽ nói về cái cụm camera này, bởi vì là cái cụm camera này ấy, kể từ khi mà nó ra mắt đến bây giờ thì cái cụm camera này trông đã khá lỗi thời rồi, trông hơi phẹt. Hay nữa là cái mặt lưng kính bóng này nữa, nếu mà anh em nào mà hay ra mồ hôi tay như mình ấy, sử dụng một chút thôi, kể cả là không có mồ hôi tay, thì cái mặt lưng này nó khá là nham nhở, trông nó rất là bẩn. Nhưng mà vẫn có cách khắc phục với cái điều này, bởi vì là anh em hoàn toàn có thể dùng ốp. Khi mà dùng ốp ấy thì trông máy nó sẽ hiện đại hơn, bởi vì là quay sang cái phần mặt trước này, nó đang được thiết kế một cái màn hình cong, viền mỏng, màn hình đục lỗ. Thì đây là một cái thiết kế đặc trưng các dòng flagship bây giờ rồi, cho nên là khi mà anh em trang bị một cái ốp xinh xinh một chút với cái màn hình thế này, rất khó để mà phân biệt với các dòng flagship bây giờ. Có một cái nữa mà anh em cần lưu ý là phiên bản này là phiên bản Hàn, cho nên nó chỉ có một SIM thôi nhá. Điều này thì cũng khá là bất tiện, bởi vì là nếu mà anh em nào dùng Android thì thường thường sẽ thích là cái chuyện là hai SIM hơn. Đó cũng là một cái vấn đề khá là tất yếu của các dòng Android gần đây rồi. Và nếu mà anh em nào đang mua máy này ấy, thì cũng phải chú ý một chút nữa là đây là sẽ là hàng đã qua sử dụng, cho nên là tìm nơi nào uy tín để mua, hay là cũng mua ấy thì check kỹ máy để có hình thức mới nhất, có thể tìm được một con máy ưng ý nhất đối với mình. Tổng thể lại thì đây vẫn là một con máy quá là ngon của nhà Samsung trong cái thời điểm này. Không những thế thì con này còn có thể sử dụng ít nhất là trong vòng 3 năm tới. Bởi vì nếu mà bạn không biết ấy, thì Samsung hiện tại đã hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới là 5 năm rồi. Và em này thì đã được cập nhật là Android 12. Nó vẫn còn quá ok trong cái tầm giá 7 triệu. Cho nên nếu mà anh em nào thích một con máy mỏng nhẹ, hiệu năng tốt, màn hình đẹp mà lại còn phải rẻ nữa, thì đây là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Có anh em nào đang dùng máy này không, hay là đang định mua con máy này ấy, thì cho mình biết ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã nghe. Bye bye.